Hello cả nhà, chúc cả nhà năm mới hạnh phúc, dồi dào sức khỏe. Bây giờ đang là 10 giờ sáng ở Úc. Mình ra trước sân quay cho các bạn xem cái cảnh ngày đầu năm ở Úc như thế nào nha. Đây, trước cửa nhà mình đây. Nhìn ra đây. Quay cho mọi người xem. Đường phố nó rất là vắng vẻ, yên bình. Đây. Tại vì á, tối đêm qua đó là tất cả mọi người á, đi chơi đón giao thừa. Cho nên nó sáng nay ai cũng thức dậy trễ. Số người á, ra đường á, rất là ít. Số người dân khác á, thì họ đi về quê. Ở phố á, thì đi về quê, đi về mấy cái nơi mà miền quê á, để người ta đi chơi. Còn mấy người ở quê á, thì người ta sẽ lên đây để người ta lâu lâu có dịp người ta lên đây, người ta đi chơi, người ta tham quan. Còn á, những người còn lại giờ này ai cũng ngủ hết, không ai thức giống như mình hết, đường vắng như ma luôn. Ngày thường á, là thường khi á, là mình đưa con mình đi học đi ra cái đường này nè, không có cái chỗ để qua đường rất là lâu luôn đó, nó đông xe đó. Còn hôm nay chỉ có vài chiếc xe lác đác chạy thôi. Ngày thường mình ra đây nha là xe cứ ngắt luôn, đi qua lộ rất là khó khăn. Hôm nay chỉ có vài chiếc thôi. À, từ nhà mình đó mà ra ngay trung tâm thành phố Tây Úc á, khoảng 10-15 km. Cảm thấy bình yên ghê không? Ta nhìn ta đang tưởng mình đang ở dưới quê không à. Này, vắng queo. Sau một năm đi làm mệt mỏi á, thì bây giờ á, cả gia đình á, ta đi holiday rồi, đi nghỉ, đi du lịch hết rồi. Lúc mà chưa có Covid á, thì có những người á, là người ta đi ra nước ngoài. Còn bây giờ có Covid thì hạn chế, thì cho nên là người ta sẽ đi về vùng nông thôn, đi về quê, đi thăm bà con, bạn bè. Mình không có bà con, bạn bè gì hết, ở nhà. Đi ra sân ngóng ngóng đường, quay video cho cả nhà xem. Đó. Thôi đi vô. Bầu trời Úc lúc nào cũng trong xanh. Không khí rất là trong lành. Xe nhà ai cũng đậu, cô đi ngủ hết trơn rồi. Ai cũng thâu đêm suốt sáng đêm qua. Có những người ta ngủ xong mà thức dậy người ta cũng đi chơi luôn á. Đi tới khi nào mà mấy đứa nhỏ nó vô học lại, người lớn vô làm lại thì họ quay về. Rồi lại bắt đầu cho một năm. Nhét đại có một gốc chuối mà vợ nhảy tà lưa hết trơn, bỏ đại nó luôn, mình không có thời gian. À, chưa tới Tết là có bông vạn thọ luôn rồi ha, từ từ bữa mốt Tết Việt Nam tới nữa bông vạn thọ ngợp luôn. Rồi thôi, chia sẻ chút với cả nhà, tạm biệt mọi người, chúc mọi người năm mới vui.